Để cậu hả cho mày húp thử miếng nước lẩu nè. Sao tuyệt vời. Em ơi kêu mai anh đâu? Ai mà biết, cậu nói là cậu không lấy mà. Thiếu tiền thì nói chị cho. Anh làm gì sai hả? Anh không sai mà anh ngu á. Tôi thưa má em, tao đục vô trong mặt mày nha mày nha. Nếu như mà nói như vậy thì chắc chắn con Bu hoặc là thằng Su tụi em không lấy. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa, thưa công an đi. Con nói cho cậu biết, con sẽ thưa cậu, nhốt cậu chung với con Su. Tôi em chung nói chi vậy? Nhốt hai người chung với nhau để rồi coi sau khi nhốt 2 năm coi cậu có còn là cậu nữa hay không.